JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Âm Lịch Số. Vâng, hôm nay là ngày 28 Tết, cũng chuẩn bị đón một cái năm mới Kỷ Hợi 2019. Thì JK Audio Âm Lịch Số chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và đón một cái năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, hôm nay bên em phá làng qua xóm với một đôi là giúp bát 40, một là B3 815-2 Nam Mã bát 40 mặt trước và một cái giúp Martin bát 40 bát hầm. Đã, bên em đang đánh trực tiếp đấy ạ, kết nối hai giúp luôn. Vâng, nghe chất âm cực kỳ khủng khiếp. Vâng, em đang kết nối với đôi là full Wiwood VA12 330. Vâng, và một cái đẩy Wiwood D400. Vâng, đẩy D400 đấy ạ. Vâng, và một cái banger ZKM5FX ạ. Vâng, em đang kết nối trực tiếp hai giúp đấy ạ. Vâng, anh hai giúp thử xem cái sức mạnh của hai giúp này ra làm sao các bác nhá. Tắt một giúp đi ạ. Mở hai giúp liền đi ạ. Vâng, hai giúp này cực kỳ là uy lực. Phá làng và xóm dịp Tết đi ạ. Đây là toàn bộ hàng Trung Quốc bên em nhập đi nhé. Hai và còn sở hữu một, mỗi con một sở hữu một sức mạnh riêng kết hợp vào với nhau để chúng ta cho được một cái chất âm hoàn toàn mới. Rồi em ăn to lên tí đi ạ. Nào chưa đăng ký kênh hay đăng ký kênh YouTube JK Audio Âm Lịch Số nhé. Còn các bác muốn đặt hàng, các bác có thể để lại số điện thoại ở trên kênh YouTube, bên em sẽ gọi điện lại cho các bác tư vấn trực tiếp. Và thông tin bên em cũng đã để rất là chi tiết trên video, thì các bác có xem có theo dõi thì các bác biết được thông tin bên em, thì các bác có thể liên lạc trực tiếp cũng được ạ, để đặt hàng online hoặc là đến trực tiếp tại shop. Shop của em ở Long Biên, Hà Nội. Còn các bác nào gần Hà Nội thì có thể đến trực tiếp đến shop JK để trải nghiệm các bác nhé. Súp chuẩn của nó tôi nghe rất là lực và gọn, nó không bị bẹt như các dòng lực chưa nổi trên thị trường, nghe rất là khó chịu. Từ bên em nghe rất là êm tai. Rất ít các bác được trải nghiệm hai súp 40 cùng một lúc, thì sở hữu cũng nói chung là cũng rất là ít bác có thể chơi hai cục cùng. Thì hôm nay bên em muốn các bác được trải nghiệm trực tiếp ở shop JK Audio Âm Lịch Số đấu hai súp 40 đều xuất hiện hết.
chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe, luôn luôn có sức khỏe thật là nhiều để có những cái chuẩn bị đón cái năm mới rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc.